Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhiều tổ chức quốc tế phản đối bản án dành cho bà Ngô Thị Tố Nhiên và yêu cầu Hà Nội trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường. Ngày 29 tháng 7, BBC Tiếng Việt cho hay, quốc tế phản đối bản án dành cho bà Ngô Thị Tố Nhiên trước chuyến thăm Việt Nam của đại diện cấp cao EU. Theo đó, Liên minh Bảo vệ Khí hậu Việt Nam dự án 88 và một số tổ chức quốc tế khác mới đây ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà Ngô Thị Tố Nhiên cùng những nhà hoạt động môi trường khác đang bị giam giữ bất công. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết lời kêu gọi được đưa ra trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Joseph Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. BBC cũng dẫn nguồn từ đại án 88 cho biết Bà Tố Nhiên bị tuyên tù 3 năm rưỡi trong một phiên tòa bí mật ngày 27 tháng 6. Thông tin về diễn biến phiên tòa và bản án đều không được chính quyền Việt Nam công bố cho công luận. Theo BBC, ông Joseph tới Việt Nam để thảo luận về cách thúc đẩy hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực bao gồm an ninh và phát triển bền vững. EU và Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do từ năm 2020, đưa Việt Nam lên vị trí đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Đông Nam Á về hàng hóa. Tuy nhiên, việc Việt Nam không lên án hành động leo thang quân sự của Nga tại Ukraine và việc Việt Nam hoãn chuyến thăm Hà Nội của đặc phái viên về việc thực hiện lệnh trừng phạt của EU. David O'Sullivan vào tháng 5 đã khiến EU chỉ trích, coi đây là một sự ưu ái dành cho Nga. Và đây là hình bà Ngô Thị Tố Nhiên. Vẫn theo BBC, trước chuyến thăm Việt Nam của ông Joseph, bên cạnh dự án 88 và Liên minh bảo vệ khí hậu Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và tổ chức thành viên Ủy ban Nhân quyền Việt Nam đã có thư ngõ chung kêu gọi Việt Nam trả tự do lập tức cho các nhà hoạt động môi trường đang bị giam giữ tùy tiện, trong đó có Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên. Thư ngõ cũng kêu gọi Việt Nam tôn trọng cam kết bảo vệ nhân quyền như một yếu tố thiết yếu trong quan hệ với EU, bao gồm hiệp định thương mại tự do EU và Việt Nam, và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ tại Việt Nam vì đã thực hiện các quyền cơ bản của con người một cách ôn hòa. BBC nhắc lại, bà Ngô Thị Tố Nhiên là cựu giám đốc điều hành của tổ chức sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam, đã bị đóng cửa sau khi bà bị bắt vào tháng 9 năm 2023. Công an nói bà Nhiên trộm cắp, mua bán, bán hoặc hủy hoại tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức nhà nước, theo Điều 342 Bộ Luật Hình sự. Bà Nhiên có hơn 15 năm kinh nghiệm làm tư vấn độc lập cho các dự án năng lượng của Ngân hàng Thế giới, EU, Liên Hiệp Quốc, ADB. Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Và đây là hình những nhà hoạt động môi trường bị bắt. Các hoạt động chuyên môn của bà tập trung vào kinh tế năng lượng, mô hình năng lượng, chính sách năng lượng và đánh giá các công nghệ năng lượng carbon thấp. Bà đã tham gia xây dựng bản đồ tiềm năng năng lượng tái tạo cho Việt Nam và xây dựng chính sách năng lượng tái tạo. BBC cho biết thêm, những năm gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ làm việc trong các lĩnh vực môi trường và năng lượng tại Việt Nam cũng đã bị đóng cửa hoặc bị hạn chế hoạt động. Nhiều lãnh đạo của các tổ chức này bị bắt như Nguyễn Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương với cáo buộc trốn thuế, trong khi quốc tế mô tả là có động cơ chính trị. Về vấn đề giảm điện than, theo cam kết của Việt Nam, BBC đánh giá lượng than nhập khẩu của Việt Nam đã tăng 71% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2023, tăng 61% so với năm 2022. Ngoài ra, trong 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác than trong nước đã cao hơn 3,3% so với năm 2023. Đây là hậu quả của việc chính phủ tăng sản lượng than và khí đốt để giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu điện tiềm ẩn trong tương lai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhiều tổ chức quốc tế phản đối bản án dành cho bà Ngô Thị Tổ Nhiên và yêu cầu Hà Nội trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Giới nghiên cứu quốc tế đánh giá như thế nào về tổng trọng? Ngày 26 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Ngang, Lê Dưỡng. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội với 12 tổng bí thư và chủ tịch đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo cao nhất tại vị lâu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính sau năm 1986, ông Trọng là người giữ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều nhiệm kỳ nhất, đồng thời phá lệ cả về giới hạn số nhiệm kỳ và giới hạn tuổi tác. So với các đời tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi đảng lên cầm quyền năm 1945 đến nay, ông Trọng là người giữ chức vụ tổng bí thư lâu thứ nhì, 13 năm, từ năm 2011 đến năm 2024, chỉ sau ông Lê Dưỡng là 26 năm. BBC cho biết ông Trọng đã được bầu vào bộ chính trị tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 8. Và đây là hình bài trên BBC. Như vậy, ông Trọng đã có 27 năm là ủy viên bộ chính trị, cơ quan bao gồm những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng là người cao tuổi nhất giữa chức vụ đứng đầu đảng. Khi qua đời, ông thọ 80 tuổi và từng kiêm cả hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước. BBC dẫn lời giáo sư Alexander Vung Viên tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ đánh giá rằng, nếu xét về hai tiêu chí quan trọng nhất của một người làm quan là liêm khiết và chí công vô tư, thì ông Trọng có thể sánh ngang với Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Linh và hơn các tổng bí thư khác. Ngoài ra, bản thân ông Trọng là nhà lý luận, nên về mặt này, ông chỉ kém Hồ Chí Minh và Trường Chinh, ngang hàng với Lê Dưỡng và hơn các tổng bí thư còn lại. Tuy nhiên, giáo sư đánh giá rằng, về mặt thực hành, ông Trọng không phải là một nhà tổ chức tốt. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC trích lời giáo sư Abuja từ trường National World College tại Hoa Kỳ cho rằng, ông Trọng đã tạo được dấu ấn cá nhân trong bộ chính trị mà những người tiền nhiệm của ông không làm được. Ông Trọng là một nhà tư tưởng cộng sản trọn đời và chỉ có 5 năm ở vị trí không chuyên trách về đảng, đó là chức chủ tịch quốc hội. Trong bộ chính trị, có cơ chế lãnh đạo tập thể, nhưng ông Trọng có nhiều quyền lực cá nhân hơn, xét về bề dày công tác và tuổi tác. BBC dẫn lời giáo sư Alexander Vung Vinh cho rằng, ông Trọng muốn nhốt quyền lực trong lòng cơ chế, nhưng chính ông lại phá cơ chế trong nhiều vấn đề, đặc biệt là khi ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba, lúc đã tuổi cao sức yếu. Việc phá vỡ cơ chế này đã tạo nên một cuộc khủng hoảng trong vấn đề chuyển giao quyền lực trong đảng. Việc ông Trọng làm thêm nhiệm kỳ thứ ba từ đại hội 13 là trái với điều lệ đảng đang có hiệu lực. Ông đặt ra các quy định, tiêu chuẩn trong đảng để lái tình hình theo hướng ông muốn, nhưng cuối cùng chính ông lại bị các quy định, tiêu chuẩn đó trói chân, trói tay, cản trở mong muốn của ông. Ngoài ra, ông cũng không giỏi trong việc chọn người, chọn đúng người là bảo vệ đồng minh. Và đây là hình cố tổng bí thư Lê Dưỡng. Đánh giá về độ nhảy bén với thời cuộc, giáo sư Alexander đưa ra so sánh về ông Trọng với những người tiền nhiệm như sau. Một đức tính quan trọng của người làm chính trị là sự nhảy bén với thời cuộc, với tình thế. Điều này rất khó so sánh vì thiếu mẫu số chung. Ông Trọng cảm nhận được nỗi bức xúc của người dân về nạn tham nhũng và kiên quyết dương cao ngọn cờ chống tham nhũng. Nhưng ông lại không dựa vào dân mà dựa vào chính quyền để chống tham nhũng vì ông muốn diệt chuột nhưng lại có mối lo lớn hơn là làm vợ bệnh Đây là nguyên nhân chính khiến công cuộc đốt lò của ông không bao giờ đạt được kỳ vọng. Xét về mặt đối ngoại, theo giáo sư nói rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đã tương đối nhạy bán. Về đối ngoại, theo giáo sư Alexander Vung Viên nhận định, ông Trọng tương đối nhạy bán với tình thế sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 và đã có quyết sách linh hoạt như trong quan hệ với Mỹ, gia nhập Hiệp định Đối tác Viên Thái Bình Dương, sau này là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Giới nghiên cứu quốc tế đánh giá như thế nào về tổng trọng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.